Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Cù Lao nha. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay thì mới dừng cháo ra ngoài ruộng để hái ít rau muống về mình làm cái bữa trưa nha. Ngon quá hả? Ngon nè, rất ngon. Rau muống này mà mình hái vô mình xào tỏi ăn ngon thịt ba cháy. Hoặc là dưa chứ gì. Có cá nấu canh chua cũng ngon. Dạ. Nấu canh chua rau muống thì mình nấu với chanh. Ngon ha. Rồi mình bỏ thêm mớ ngò nữa ha. Cũng phải này có cả hai bên có lắp và cùng tay nấu rồi cũng kịp. Đó nó còn ngon dữ. À. Vậy cá lóc nữa ha. Ồ lắp cái này. Cái lao vậy nè. Để gì vậy chứ mà muốn thì gặp ở trên nhà của anh Tư với anh Linh là mua tiền không á nha. Chứ mà chơi đâu. Đó cũng nhiêu tiền đấy. Ở quê mình á ra vậy chứ ở thành phố là ra là mua không tiền đó. Đó như nặng á. Cái ở nhà không có đồ ăn á. Cái ốc liễu thì ra hái nắm rau muống gì nè. Cái nấu canh chua giả. Nó ăn chua như là nó không có cá, không có gì hết. Có rau muống rồi. Lấy đã giờ lấy rồi. Cá lóc này cô chú chị. Đây nè, chú đây nè, chú này nè. Thì hay gào kiểu này tới nữa này. Tới canh chua nữa này. Tới con chị này cả nhà. Bây giờ mà chạy đi lấy cái nơm này. Nó chuối gì? Rồi, đi thôi nó chạy. Thấy nó chạy lên. Mệt quá. Không chỉ thấy trước cái đi, thấy trước cái đi. Khoan khoan. Chụp trước nha. 1 2. Đọc. Đường nào? Đó. Thì nhặn xuống chịu ơi. Thì anh nhặn rồi nè. Nhặn xuống đây lấy chuối hả? Để, chuối lắm á. Vô không? Yeah. Nó nằm đấy đó. Vô rồi ta. Kì vậy? Nó vô rồi, nó có đi không chứ. Nó ra à, chèo. Không, không ra được. Thế này. Không ra được. Ra là nó chạy cái giống. Nó còn đó đó. Thì anh thọc tay vô còn đụng đó. Nằm dưới, nhặn xuống. Thế này. Nhặn xuống. Nằm xuống dưới à. Còn đụng không? Cỡ trong đây nè. Mà đâu lúc có lúc không. Đúng lắm mà. Đúng không? Dạ. Yeah. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu chú ra cho chú được. Hay lắm á. Nè, được không? Không, không là ra đó. Không ra không? Ra đó. Không nhẹ lần cái ra đó. Còn, lắm, hay gì còn, đó. Còn kêu ấy. Nó nằm ở trên nè. Đấy. Im rồi đó. Còn đó nhà giả gạo luôn. Lên nè. Lên đây. Lên. Ôi trời ơi, cái lóc. Đâu đâu. Qua đá, qua đá. Đâu đâu. Ủa. Rồi. Trời nó mệt. Hết biết. Hết biết mặt mình của anh. Hết biết mặt mình cả nhà. Thôi kệ đi, nhẹ nhàng gì cũng được. Thôi chèo ấy anh đi rửa mình nữa nha. Rửa mình đi. Gặm đôi dép anh ra luôn nha. Im 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 im. Không đi chuối á. Cái nhà đi ra ruộng là có đi hái rau cũng có cá. Lóc đã không? Vui. Thank you.
không. Thôi lỡ rồi cái gì tắm. Về ngồi sẵn tắm luôn đi chèo ơi. Mình qua bẻ cái cây ớt dài. Cái ớt dài nè, cái ớt chim ị nè. Ớt này như nó lai sao? Ừ, cái ớt mà loại hiểm trái bự á. Ừ. Này chim này không tới vậy nè. Nó đưa ra không gạt. Cái này là đồng còn lại con chim mẫu nè, nè. Đó. Cái mẫu này ăn gì đó. Quá trời ơi. Em mới về đi dành ăn. Để cho bọc. Quá trời. Đây là trái dĩnh nha. Nhà cô uống cà phê ủng hộ Thảo Nguyên nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà nha. Xin chào bà cô chú. Ngồi tới ngoài đi. Đây được con gái làm ly cà phê uống. Bữa nay thử cái gà sao nha. Con là bà gốc liễu với cô gì cô ba. Dì ba. Để quán lại cho Thảo Nguyên bán. Bữa nay thì gia đình mình sẽ nấu món gì để ăn cho buổi chiều thì bây giờ để giới thiệu đi. Bữa nay Hương nấu lẩu Thái cả nhà. Thì hôm bữa đi Sài Gòn về đó chị Tư có cho nhóm một mớ mực nè. Mà hôm giờ để tủ lạnh chưa có làm. Bữa nay Hương mua thêm ít thịt với chả với tép á. Về mình nấu lẩu Thái cho cả nhà mình ăn luôn. Rồi, mời cả nhà uống cà phê chưa nha. Không dài lâu quá mấy ngày nay cũng không có uống. Phải không quay phim? Để em vào nên mới ăn phê nó mới uống ngày hôm qua. Hôm qua không có uống. Xích miếng thớt đặt chút. Không. Hôm qua có uống à? Có. Uống nhưng mà không có quay. Sao lại cháu gái vậy gì được không? Được. Mà cả nhà cà phê mà bán thì gì đâu là ghé quán nữa đó. Yên quá gái ơi. Rồi cả nhà uống cho má nha. Mình uống cho má cả nhà chứ không uống cà phê được. Hôm nay thì gia đình em nấu lẩu Thái thì có chuẩn bị được ít rau lúc nãy ra đồng bẻ nè. Thêm là bí với một trái khóm. Đây là cái khóm mini nha. Khóm này. Chị còn khóm gì chị Hương? Rồi hôm bữa nấu quên rồi. Khóm cầu đúc. Cầu đúc. Rồi về tới là mới đứng. Là nghe mình xuống rồi đó em. Nghe phải nói chuyện. Đi chơi á. Vô ngoại không à? Trời con mực bự quá ha. Quá trời. Hôm bữa đi ra Vũng Tàu thì nhóm chị Tư cũng có chuẩn bị mấy mực bự vậy nè, nướng ngon lắm. Lucky à. Lucky. Vô ngoại vậy hả Lucky? Ôi, đi chơi suốt luôn vậy đó. À. Mực thì mà mình nghĩ à. Đưa vào đi. Nó phát hiện ra mình nó nghe. Thở uống, quay phim thở uống mình khứa xéo xéo vậy nè cả nhà. Xong cái mình khứa xéo. Khứa xéo trở lại vậy nè. Nó ta làm. Khi mình đã trụng nó săn lại cái miếng mực mình nó đẹp á. Mà nó mềm nữa. Đây. Mình xéo qua xéo lại rồi mình trụng cái miếng mực nó săn lại cái nó nổi dãy ra nha. Mà đi chút về à, chứ không đi lâu. Chút xíu về đi nữa. Đi ngày đó bụng về ăn cơm rồi đi tiếp. Tính ra nó xiên á. Má đã chuẩn bị ăn cái gì đó. Đi à. Cái bông bí này thấy không ngon bà hôm kia ta. Ngon á con, cũng giống búp vậy đó con. Bông này bông giống nhau đó. Thấy nó không tươi bằng đó. Tươi. Tại bỏ bọc á. Bông bí mà nó không nở ra là bông bí ngon à. Bông bí mà búp vừa là ngon à. Nó nở. Nó nở nó hết giá trị à. Nó sẽ bị dễ bị dập á, dập úng á. Búp vừa là ngon nhất luôn. Bữa nay còn có 4 triệu tiền. Dạ. Bữa hổm chở Linh nó đi kiếm quá trời không có. Cái đây nó đi 3 chợ. Bông bí này nó ngon, nhưng mà có cái là đặc hơn lâu á. Yeah. Lấy cái gì nữa, lấy gì nữa. Cái hồi mình rành này ra, mình rửa mấy cái chất phấn nó ra nữa nè. Rồi, dùng ra luôn. Nào. Chèo lên bé dừa đi. Nè. Nè, chèo á. Bé dừa. Chèo lên đây. Bé đây. Dạ, bé.
Bẻ à, bẻ được chưa? Bẻ xong chưa? Nên nó uống thì nó hay chứ bẻ được lắm. Ăn cái dừa giỏi. Đúng chưa? Được. Ồ. Rồi, ok dắt vô đi. Đi, vô nè. Đây. Ok, vô. Kêu cha. Vô, đi vô, đi vô, đi vô. Đi vô đi, đi kìa. Kêu nó cha. Cho miếng tỏi phi vô. Cái này là gốc xả với ớt với lá chanh phi sợ cho nó thơm nữa nè. Nó lỡ quá nó lá chanh nó lỡ ra nó thơm. Biết trước luôn á là xào rồi mà đang sửa sạn rồi. Còn thơm là tấm mầm. Rồi cho nó thơm thơm lại nữa. Cái khớp mình bằm miếng rồi còn miếng mình cắt lát cái nhà hồng để vô thôi. Cái xả mình đập dập dập rồi xào nó thơm hết rồi. Rồi anh ơi, cho vô đi. Đây em đổ. Trời ơi, văng vô miệng anh nó ngọt. Ngọt hả? Ngọt dữ, ngọt dữ thì chết. Ừ. Ngọt hả? Ừ. Nhưng quá mà nấu lẩu thái này cũng không có cần dừa ngọt nữa, chua chua cũng được nữa. Thì nãy anh bẻ anh biết đâu anh bẻ cái dừa này là ngọt chứ. Mấy trái à? 5. Mấy trái cái mình thêm nước đi. Thêm ít nước là cả nhà, tại vì nó cũng muốn được cái lẩu à. Ở đây thì mẹ Nam chuẩn bị mình nhồi thịt nha cô chú anh chị. Ở đây thì mình cũng có chuẩn bị được thịt cá thắt lát nè. Rồi thịt lúc nãy mình sắt ra mình cũng có xay nhuyễn rồi. Bây giờ bắt đầu mình trộn nha. Cái chả cũng lâu lắm rồi. Dạ, dài lắm ha. Cho hành lá vô. Cho miếng tiêu. Tiêu nhiều nhiều cho nó ngon. Mình sẽ nhồi lên cả nhà. Mình bóp càng nhiều thì cái đậu chả nó càng dai. Bữa nay Hương đi chợ mà bữa nay ở chợ không có bán chả cá rảnh cho nên Hương mua thắt lát. Rồi Hương mua miếng thịt Hương xay á, mình nhồi chung vô, ngon. Thắt lát nó dai dữ lắm. Mà nó mắc quá à. Ký tới 280, còn chả cá rảnh thì ký nó có 120 à. Bây giờ lên 30 ngàn nữa đó hả? Dạ. Trước nữa có 250 à. Một ký chả cá rảnh thì nó có 120. Mà nửa ký này tới 140, thành ra mua có nửa ký thì mua thịt mầm nhồi vô. Chứ mà nó dai dữ lắm. Phải được cái giảm như mình mua đường ký rồi. Hơn ký nữa. Đây mình cũng ốp mới mực nè. Nãy có sẵn cho tỏi phi vô. Thêm miếng gia vị, miếng hạt nêm, bột ngọt, miếng đường. Mình ốp mình dần cho nó thấm á. Rồi mình đánh lẩu cho nó ngon thôi. Ngon quá, mực ngon nha, tươi xanh nha tươi. Hôm bữa ra Vũng Tàu nó nướng trời ngon á. Đi rồi mà chị đây rồi là cho ăn rồi là còn về còn gửi. Bồi bổ. Về còn bồi bổ cho nhóm. Cảm động rồi đó. Tiếc là Nam đi công chuyện không có quay á. Anh chị Tư lúc mà cả nhóm lên xe mà xe gáp cả nhà đang ra bến xe miền Tây á, ngoái lại thấy gia đình anh chị Tư đứng mà chào vậy mà cả nhóm rớt nước mắt được. Sao xin Nam Tư. Mà chị em mình có duyên thì cũng còn gặp nữa chị. Còn máy bay á, còn máy bay đấm đấm tiếng cửa xe kéo tiếng lên rồi con máy bay vậy nè. Chị tới ngoài lấy cái bàn tay chụp vô tay coi vậy là hai chị em. Tôi nghiệp hết biết. Mô Phật. Nước sôi dữ Hương sẽ cho gia vị vô. Cái chai lẩu thái nè, Hương cho vô hết rồi. Hồi nữa mình nêm lại tới nè. Mình nấu lẩu thái có cái chai này nó mới ngon. Mình đi mà me rồi không nó cũng không ngon nữa. Đây là hai cục xương nè, nãy Hương cũng có trụng rồi, trụng rửa sạch nãy giờ. Đây là hạt xả, còn mấy lát khóm này Hương để đi.
Ở đây thì Út sẽ chắc chả, mực và tép da dĩa. Cái này mình làm dễ hoành tráng nha cả nhà. Thẻ ra lọt xong nè, mình có chắc gì. Quá trời, bệnh. Chắc gì cháu đẹp. Ừ. Nhìn cái con gà đó. Con gà bông của Út Liễu. Chụp hình lắp lên bút. Chụp bơi hình Út lên bút coi. Trần Cường. Hả? Út lên Trần Cường đi. Ok. Ok chưa? Ok. Chiều có hành, chút nữa có hành. Nói này ngò gai nữa. Mình vẫn ngò gai với ớt, ớt phanh. Miếng ngò gai, đưa lên. Củ hành. Củ hành, củ hành tây. Chắc không hết luôn, tép mới dư ra ngoài. Chạy. Chạy lên mập luôn. Có thích món này không? Thích. Thích hả? Đâu rồi con ngọt á? Ngồi ăn coi chừng ớt nha. Ngọt để cái này vô rồi. Nãy rồi có để mấy miếng da heo vô. Mềm lắm luôn á. Anh Mập thích ăn da heo, mỏ heo rồi. Thích được ha? Được rồi. Mình để thêm tí ngò gai vô cho nó thơm. Ngày thiếu cái hoa bằng trái cà, không có mua cà, hoa ớt cũng được. Còn như con để vô sau mình cho nấm rơm vô. Chị gấp tép để vô luôn nha. Đã cá rồi đó, mình để vô. Cái chén này nó dữ lắm nha. Đúng rồi. Trời ơi, quá trời. Nè, em cào xuống đây. Từ từ nha, nó chụa xuống một cái ụt đó anh. Ừ, vậy đó. Cây nít thôi. Để cho nắng mật với tép chứ. Cái gì cho mật có dưới nhiều quá. Có bún rồi. Rồi, để xuống đi. Chà nè. Rồi, để vô nhiều mà không thấm thì cái dĩa chứ ha. Để cho cỡ 5 lần để nó cái dĩa. Gì vậy em ơi? Ai cắt bún vậy? Chị. Thì mấy anh miếng này heo nha. Dạ. Đâu rồi? Đây rồi. Nhím ổn không mà đòi da heo á. Tiệm xí miếng này chắc ăn được cho anh con tép nè. Tình hình nhím được không nha. Đốt vô nhai nhai cũng bấm không bấm đi. Chắc mềm mà dạng. Mắp mắp mắp. Anh Trang cho nhầm. Này chắc mềm. Anh Trang em có mốt da heo nhầm ớt vô cho anh không anh này? Ăn để anh ăn, anh thử trước đi, chẻo ăn sao nè. Mà anh nghĩ chắc sơ chôm nó mềm à. Heo này giờ ở chung ra ta làm heo tơ á chứ không phải như heo hồi xưa. Với vô cái nước khóm mình nó cũng dễ mềm á. Cả nhà ăn lẩu với mình luôn nha. Cả nhà ăn lẩu Thái với nhóm nha. Công mời bà cô chú. Mời cả nhà nghe. Ăn lẩu với bún. Im kẹo ơi. Im ơi. Ừ. Này đó, đảo quá. Nó dẻo dẻo. Rồi mời cả nhà ăn bún luôn nha. Mời cả nhà ăn bún. Cơm dài quá, dẻo. Dẻ kìa. Con lẩu vừa ăn ha, chua chua cay cay ngon. Đây. Nữa mời anh chị Tư nữa, anh chị Tư ơi, ăn lẩu mực. Đây mực với chị Tư gửi nè. Gia đình của anh chị Tư với Linh luôn nha. Quang Linh. Cái miếng mực á, nó tươi á, mình ăn mình cảm giác được nó giòn nha. Giòn sực sực mà ngọt. À, mình bỏ dao vô ăn mới được. Ngon quá trời chị Tân ra. Mực ngon quá ngon. Mình gì luôn đi cho lẹ đi.
Đấy. Ấy sao cộng dài quá vậy? Cộng ngắt ra hả? Ngắt ra. Em không có đâu. Con điện đây. Không thấy. Con muốn giường của mình thấy gì chứ ngon lắm. Không thấy gọi. Alo em nghe. Đang ăn. Ăn như vậy. Ừ, gà gà. Dạ ha. Quá dài dài. Anh đi nghe Thú Nguyên. Dạ. Mấy giờ quay phim đâu đũa ta? Thôi được rồi, tí xíu ăn sao. Ngoài em ra con gấp cho mẹ, con bí nha, đại chén, đại chén. Tết này mẹ mua 1 ký nhiêu mẹ? 1 ký 120 rồi con. Cũng được ha. Quen á con, chứ con này bán cho người ta tới 140 rồi. Tại vì mình mua quay clip hoài á, cổ biết á. Cổ bán rẻ, mình mua mối. Hình như là chị mua mấy ngày kiền rồi đó. Tết thịt rẻ quá. Bông mí này nó ngon quá giờ. Chả phá hết đó. Dai dòng thịt thịt con, ngọt. Bông bí này xào chắc ngon ta, ngọt không ta. Ngon lắm chào. Chào tết ha. Chào tết. Bí ngọt thiệt á, phải có trộn lộn cái bí non vô còn đã nữa. À, đúng rồi ha. Có mấy trái bí mà giò cái là cái á chị. Da heo nó nặng ha. Cho miếng thêm miếng da heo rồi. Em ăn rách đi, em rách đi. Không còn con thấy da heo rung rung gấp rung rung cái sao khóa làm mềm gan yếu mà gặp miếng da heo luộc nó mềm. Những lúc mà khoảng chừng hàng năm trở lên rồi thì chắc lên dở lắm. Dạ. Chắc cả đó hấp nước cũng được. Ăn cái này tôi hấp nước chắc. Ngon không em? Em ngon. Mình muốn vô muốn vườn nó ngọt. Cũng có nhiều cô chú hỏi xin cái hiệu chao á cả nhà. Thì hồi nãy hiệu gì liệu? Chào môn. Chào môn mà gì nè, hiệu gì nè. Mà do là chao đó thì ở Vũng Tàu á cả nhà, nhưng mà mình không biết chỗ là mình mua không có được. Phải biết cái điểm của nó mình mới mua được, chứ không phải là ở ngoài thị trường. Chẳng cái hãng của nó luôn á thì chị Tư mua cho Hương á. Chứ nhìn khi mình đi kiếm mua cũng không có. Bữa mình đi ngoài Vũng Tàu về, nhưng mình ghé mấy cái chỗ dừng chậm dừng chân đó, người ta có bán rất là nhiều chao cả nhà, nhưng mà nhìn không có cái hiệu chao đó. Chao gì nãy quên nè. Có hiểu chạy đi coi cho mình nói với cả nhà mình. Anh Thái ăn gà muốn rồi chào anh. Muốn rồi. Muốn ngon quá, giòn nó mềm quá. Nhìn cái rau vừa ngon. Đây. Chao. Chao môn Phú Gia Bảo. Chào bạn. Phú Gia Bảo. Nhưng mà hôm bữa thì nhóm có ghé chạm dừng chân là không có chao này nha. Chị Tư nói là phải biết chỗ mua mới mua được. Có số điện thoại nhưng mà ta gọi không mắc máy. Gọi không mắc máy. Chị cũng cho mấy người cho số điện thoại chị coi trong đó đó. Chị cho nhưng mà ta gọi không mắc máy. Cái gì chờ mà không mắc máy à? Tại bán đắt quá chảnh. Từ gào vô nước dèo. Gào ăn thì nó không nè. Rút gào hết rồi để vô. Gào quá trời ơi. Nhất là cái rau muống nó ngọt. Rau muống nó mềm, dễ ăn, nó mềm giòn á. Muống đồng mình. Bữa nay anh ăn rau nhường gì? Anh nhường da heo cho chèo ăn đó. Em gọi là cái nồi lẩu này đi nè em, không cho em ăn hải sản thật gì mà cho hút nước cũng được, nước không cũng đủ vốn rồi. Bữa nay nấu nhiêu trái dừa? Sáu trái không? Sáu trái. Sáu không? Sáu trái. 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 Cá dai ngon. Cá ngon. Chín chưa? Cá thẳng thấy sao? Cá để nãy giờ. Con mới để vô thêm một miếng. Hình như là
cả tuần nay là tụi mình hơi say mồi nha. Tụi mình đi trên chị Tư về, cái mẹ chồng của chị qua, cái mình cũng nấu ăn không à. Có đọc được comment đó là cái nhóm đó dạo này ai cũng khoái tướng. Giống như là đi chị Tư ăn được đồ hải sản ngon là về không gài nấu ăn không, ít có đi cái đồng. Có đi ở cả nhà, có đi về kiếm ăn thường ngày á, nhưng mà không có quay. Tại vì mấy bữa mẹ chồng Hương ở đây cho nên là ẩm thực thôi mà. Chứ cũng đi kiếm đồ ăn á, mà không có quay. Từ khi mình đi kiếm được nấm tép, nấm cá cả nhà, cái về bẻ rau muống là mình nấu tô canh chua á, ăn cơm, trời nó ngon lắm kìa. Chút xíu nó bị chia ớt rồi. Dính ớt rồi ha. Anh Mập anh thích gì lắm á. Cái ngày mai mình đi giảm mấy cái lún mà về coi có cá không ra. Mình ăn cục ba nha, bả. À, mình hai cái cục lục á. Sợ không có, đặt lâu quá. Nó còn không. Ấm gầy, đặt ấm gầy có 40 ngày. Ngày mai đi giả về có cá gì nấu. Anh có anh chồng dàn mớp nè. Có mớp, có mớp ăn à. Nghĩa là mời mời anh Mập sẽ cho ra mắt dàn mớp. Với mớp với anh chồng tượng đánh ra cái gì? Má rồi mấy bụi rau ngót ngon. Nó ra nấu cành, cá lóc mà nấu cành, cá. Là có rồi mới kho tiêu quá ha. Chị làm mơ chèo về bên bản. Rồi chừng nào qua rồi hả điện em xuống nên đi thăm đó ha. Nè Dân Út, cái dây em mơ anh về bên còn mình chắc cũng về bên đá nhãn tiếp. Rồi mình tới rồi. Chắc 2 3 giờ chiều 1 giờ. Con nhiều quá, nhắn lại xuống. Mới bẻ mình. Dạ chục bọc. Mẹ ghé về. Còn có 6 ngàn tí. Kẹo ha. Ờ lúc bữa hổm lúc mà anh về bản nó bẻ được giá được 10 ngàn. Ừ, nghe lúc đó 10 ngàn. Ừ, rồi bây giờ còn số ít lại cái nó mới chín đây ha. Cái khoản này nó còn hơn. Chà biết không? Tại vì nó đụng nhãn xuồng. Ăn xuồng. Nhãn xuồng bây giờ nghe nói giá nó cũng rớt á. Rồi nói chung cây nhãn xuồng mà rớt thì nhãn nó đâu có giá cả gì. Nó có giá. Vì nhãn xuồng nó ngon. Nhãn xuồng nghe nói ở vườn giờ còn 17 ngàn. Hiểu không? Đầu tiên thì cậu Bảy bán 21. Dạ. Cái nó đi chiến về nó sụt còn 20. 20 nó đi chiến về sụt còn 19. Sợ. Nó không biết giận nhiều. Bữa hổm anh gặp con gặp cái anh kia nó giờ còn có 17 18 ngàn mà hổm gài cả 5 ngày nay đó nha. Ừ. Nhẹ lắm. Ông bữa nay sao rau anh ăn ngon nha. Rau bữa nay con muốn bữa nay nó giòn mà giòn kiểu giòn mềm mà nó giòn giòn. Giòn non á. Ăn ngon. Khá rồi vô không à. Tại vì mình hái vô mình ăn liền nó ngọt.